Quỳ Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Một Ngày Làm Nông. Thưa quý vị, bây giờ thì Quỳ Linh sẽ cùng giới thiệu quý vị một cái sản phẩm ngày hôm nay cũng như cách trồng và như thế nào thì quý vị cùng theo dõi. Nhưng mà trước mặt Quỳ Linh bây giờ thì nó có những cái sản phẩm rất là ngon, hấp dẫn, nhìn muốn ăn luôn. Trước khi ăn cái sản phẩm ngày hôm nay thì Quỳ Linh cũng xin giới thiệu người đã mời Quỳ Linh và Dư Thảo đến đây. Không ai khác chính là chủ vườn dưa, đó là anh Vũ. Còn đây là bà chủ vườn dưa, đó là chị Lệ. Người này ăn dưa là Phan Dư Thảo, còn người giới thiệu cũng có ăn là Quyền Linh. Chúng ta tàn pháo tay đi ha. Cảm ơn anh Vũ và chị Lệ đã tạo điều kiện cho Quyền Linh với Dư Thảo có mặt trong ngày hôm nay. Đặc biệt là món này nhìn hấp dẫn quá. Này dưa lưới ha. Dạ, dạ vâng, dạ, dưa lưới. Thử đi. Mình được thử chưa ta? Được rồi. Bây giờ xin mời hai anh chị cùng thử đi. Thử như thế nào ha. À, này là dưa lưới nha quý vị, chứ không phải dưa gan, không phải đu đủ, giống đu đủ á. Ngọt làm sao nữa? Giòn đó. Ủa chị, giòn. Cái dưa này là cái trái tròn này hay trái dài này? Trái này nè. Một con trái tròn nó giống như vậy. Trái tròn thì nó thịt nó sẽ mềm hơn tí. À, nó không được giòn giống như vậy. Mà nó cũng âm cam vậy ạ? Đúng rồi, nó cũng màu cam. Dưa lưới thì có nhiều giống không chị? Rất là nhiều giống. Thực tế thì nó là dưa lưới là cũng là thuộc một cái loại bầu bí. Nhưng mà đã được trồng rất là lâu rồi. Hiện tại là các nước đã người ta đã lai giống rất là nhiều, trồng khắp nơi trên thế giới rồi. Thì mỗi một cái đơn vị mà bán giống như thế họ rất là nhiều cái sản phẩm về dưa. Thì trong đó thì mình phải lựa chọn lại những cái giống nào thích hợp với lại cái khí hậu của Việt Nam, khí hậu của Tây Ninh thì mình mới trồng. Dưa này dưa gì vậy? Cái dưa Quyền Linh đang cầm đây là dưa Bảo Khuê nè. Bảo Khuê còn này chị. À, dưa này là một cái loại dưa, cũng là dưa lưới thôi nhưng mà nó là cái giống của dưa lưới Nhật. Có sọc sọc. À. Đúng rồi. Quý Nhật á chị. Cái công nghệ trồng như nhau hay là mỗi thứ mình phải có cách trồng khác nhau? Mỗi giống mình trồng thì nó sẽ có một cái cách trồng nó khác nhau. À. Thì nói thì mới đầu mình nhìn thì mình cứ tưởng là nó giống nhau, đúng là như vậy. Nhưng mà khi mà vô từng giống rồi thì nó sẽ có cái đặc điểm khác nhau. Đúng rồi. Có nghĩa là cái cách mình tưới nước, cái cách mình bón phân, mỗi một cái giai đoạn của dưa nó sẽ khác một tí thì nó mới ra được cái trái dưa đẹp. Đúng rồi, nói chung là trồng dưa cực khổ lắm, anh nói thiệt em á nha. Trồng dưa là mình phải thức dậy 4-5 giờ sáng mình mới cầm cái bình mình tưới. Đừng để dưa mình thăm dưa xong mình xịt thuốc vô trái dưa rồi mình đi ha bắt sâu rồi mình cuốc đất. Rồi nói chung á là một ngày từ sáng đến chiều tối khi 9-10 giờ đêm mình mới rời khỏi cái vườn dưa. Mà được trái dưa về thì có đổ mồ hôi xót mắt luôn, khó lắm, cực lắm em ơi. Tôi nói thì có bơm nước bơm nôi vô rồi đó, trời mưa rồi nắng. Không có mưa thì phải bơm nước, có mưa thì phải tát nước ra. Nói chung là khổ lắm luôn chị. Thật ra thì anh Quyền Linh nói đúng lắm. Ồ vậy hả? Đúng mà là đúng với lại cái là nông nghiệp truyền thống. Nhưng mà ở trại của mình á thì là nông nghiệp hiện đại rồi. Hiện dạ. Đại. Tức là khỏi tưới gì chân hả? Có nghĩa là từng gốc cây mình đã có một cái ống tưới nhỏ giọt đến từng gốc cây rồi. Lúc nào cũng nhỏ giọt liên tục hả chị? Không phải nhỏ giọt liên tục đâu. Có nghĩa là mình sẽ chia nhỏ cái lượng phân bón một ngày cho dưa là mình sẽ cho nó ăn đều mỗi ngày nào mình cũng phải cho ăn hết. Và mình cho nó ăn vừa đủ cái lượng nước để cho cái rễ nó hấp thu thôi, chứ không phải như ở ngoài đồng ruộng thì buổi sáng mình tưới lần rồi buổi chiều tưới lần là xong. Ở đây họ mình cài cái máy á, mình áp cái chương trình á thì cho nó tưới nhỏ giọt, mà nó tưới cứ ví dụ như nó tưới khoảng chừng một ngày khoảng chừng là từ 7 cho tới 10 lần. Nôn quá thì ra vườn đi ra vườn đi ra vườn coi trái đi em hết nôn luôn á. Nôn quá đi vô ra vườn mà cái cây nhỏ nhỏ trước đi nha chị. Rồi, xin giới thiệu anh Quyền Linh, đây là cái phòng điều hành để chuyên tưới ra tất cả các nhà và trong vườn. Tức là một cái phòng này thôi. Dạ. Anh đủ để tưới tất cả mọi trong vườn luôn. Đúng rồi, đây là phòng điều chỉnh tất cả các nơi. Dạ. Cái máy này mình cũng nhập nước ngoài về anh hả? Dạ. Toàn bộ hệ thống này là của Israel hết. Tức mình điều hành sao anh? Tức là mình sẽ có những cái mình có cái cạc màn hình thẻ nhớ để mình ở Hà Nội hay là ở nước ngoài mình cũng vẫn thể điều chỉnh cái máy này. Điều chỉnh bằng cái gì anh? Điều chỉnh qua máy điện thoại di động cũng được. Hay vậy hả? Hoặc là laptop gì cũng được hết, mình gài chương trình. Đó, còn máy dưới đây là để đo cái độ oxy pH. Máy này khi mà có độ mà nó giống cái cây nó bị độc đó thì máy này nó sẽ ngưng hết, nó sẽ báo lên là cây nó dư cái có chất độc ở trong. Có nghĩa là ví dụ độ pH cao hay độ dẫn điện nó cao, nó sẽ ngưng máy hết, nó không cho ăn uống gì hết. Mà sao nó lấy cái dữ liệu đâu mà nó đo vô đây được anh? Nó đo, từ đây nó phân tích hết, nó đo hết, từ trong máy này nó đo hết. Nó lấy nước, nó đo hết nước, sao? Dạ đúng rồi, nước của cái phân
nó ra tới cái gốc cây á, nó đo đo hết. À, tức là trước khi nó tưới cây nó đo hết. Dạ. Nếu mà mình pha không đúng thì nó không không tưới. Dạ. Hay quá nha. Giống như mình ăn nhiều quá mình bội thật, đau. Còn đây nó giống như vậy thì nó sẽ báo cho mình, nó ngưng hết, nó không cho ăn uống gì hết, nó tắt, nó bể, để nó mình sẽ điều chỉnh lại cái máy này. Đó, còn bên đây là bốn cái bộ chăm phân. Khi hệ thống hoạt động thì mấy cái phân, mấy cái nút này nó sẽ nhảy lên nhảy xuống để biết phân mình đổ vô đâu anh. Là phân là sáu cái thủng ngoài. Nó hút. À, nó hút qua cái hệ thống đó đó. Lọc qua đây. Dạ. Đó nó mới đi ra. Hay nha. Chứ tất cả các nhà đâu sáu thùng nào rồi. Rồi. Dạ. Xin giới thiệu với anh Quyền Linh, đây là năm cái bồn phân. Mỗi bồn nó sẽ pha một cái loại phân khác nhau. Nếu mình pha chung nó sẽ bị hòa tan kết tủa. Nó sẽ đóng trong mấy cái đường ống, nó kết tủa là nước nó không ra được khi nó đang đóng kết tủa. Hay quá nha. Dạ. Tức là mình tất cả điều hành từ đây, sau đó nó sẽ ra vườn và nó tự tưới. À đó, thấy Như Thảo với là chị Lệ coi như đang lưu khui trong kia rồi, mình đi vô đi anh. Dạ. Thảo, Thảo bước vô đây một cái nha, để cho sát trùng cái dân mình cái. Cái này là sát trùng à? Đúng rồi. Ủa, để, okay. Để tránh bị lây bệnh cho dưa hả chị? Đúng rồi. Dưa, dưa, mình lây bệnh cho dưa được ha. Đúng rồi. Ủa, sao không thấy dưa đâu chứ chị? À, cái vườn này á, là cái vườn mình chuẩn bị trồng. Cho nên là đang xử lý đất để chuẩn bị trồng mới. Mình chưa có gieo hạt hả? Không, mình đâu có gieo ở đây. Mình sẽ gieo trong một cái vỉ ươm rồi mình ủ ở bên cái vườn ươm. Thì đó mình mới cấy cái cây con vô trong cái vườn đây. Ôi, tụi mình phải gieo hạt xong rồi nó phải... Không phải. Ủa, vậy mấy cái miếng cao su này là mình che lại lúc mình gieo mình có dở lên không chị? Không, miếng cao su này thì mình che chủ yếu để là cho cỏ nó đừng có lên nhiều. Rồi mình chỉ khui cái lỗ rồi mình nhét cái cây xuống. Đúng rồi. Trên mấy cái rãnh này thì mình sẽ trồng, mình sẽ đưa cái cây con xuống rồi mình... trồng ở trên đó và cắm cái ống nhỏ giọt á, ngay cách cái gốc một đoạn cắm nhỏ giọt đâu? Đó, mấy cái ống nhỏ giọt đây nè. Mấy cái này hả? Ừ, đúng rồi. Ủa, rồi mấy cái này làm gì chị? À, mấy cái dây này á hả? Dây này là khi mà cây nó lớn rồi đó, thì mình sẽ cho cái cây dưa nó chịu vô trong cái dây này để nó leo lên. Chút nữa Thảo sẽ thấy có cái vườn là nó sẽ có... leo lên đây. Trời, em tụi nó bò dưới đất. Không có. Ủa rồi trái nó mọc ở đâu? À, chút nữa mình qua bên kia đi, rồi mình sẽ thấy. Rồi thôi mình đi qua cái vườn ha. À, giới thiệu với Thảo á, đây là vườn ươm. Thì trước khi mà mình đưa vô trồng á, thì là mình phải ươm sẵn ở đây. Là cái cây này sẽ cắm ở bên kia. Đúng rồi, mình sẽ lấy từng bầu đất ra mình trồng theo hàng. Lúc nào có phun sương vậy chị? Mát quá trời mát luôn rồi. Cái hệ thống trong kia hay lắm Thảo ơi. Hả? Anh Vũ anh chỉ cái hệ thống điều khiển từ trong kia ra đây thì mới phun sương này nè. Cái máy điều khiển phun sương là trong nhà hả? Trong nhà đó. Rồi bao nhiêu lâu thì mình mới đem ra mình trồng dưới đất được? À, khoảng chừng từ 10 cho tới 12 ngày là mình đưa ra ngoài được rồi. 12 ngày đem ra ngoài nó cao cái khúc nữa ha. Nó ra ngoài thì nó sẽ ăn phân rồi lá nó sẽ to lên mới được. Còn đây trong đây nó chỉ tạm thôi. À đây chỉ dùng thí nghiệm thôi đúng không? Dạ vâng. Thôi bây giờ Linh muốn ra cái chỗ mà trồng thiệt á. Trồng thiệt á. Dạ vâng. Cái to thiệt á. Sao? Dạ. Nãy giờ thấy máy móc với lá với lì sản phẩm không à? Dạ đúng rồi. Mình đi ra vườn thì rồi mình ra đi. Đi luôn. Đi chỗ nào ạ? Đây. Thẳng luôn hả? À, tức là từ lúc mà ươm xong mình trồng lên như thế này đúng không chị Lệ? Đúng rồi anh. Wow. Chào các anh chị công nhân nha. Ta làm với cái chào chị. Làm với thời tiết này nó hơi nóng chút xíu hả? À. Mình mặc đồ này là mặc đồ bảo hộ chống nóng đó đúng không chị? Chống nóng hả? Tưởng chống gai dưa chứ ngứa chết luôn. Bảo hộ lao động hả chị hả? Ủa cái này là mình thả dây xuống chi vậy chị Lệ? À, cái giai đoạn này nè là mình đang thả dây như thế này, mình bắt cái dưa vô để cho khi mà nó bò lên á thì mình bắt đầu mình quấn cho nó đi theo cái dây này. Thì nó nương theo đây, nó đi đường thẳng lên vậy. Lên cái sợi dây này để nó đừng có sập vàng đúng không? À, không phải. Nặng quá mà. Để anh Linh thấy là dưa này á, nó cũng như là mình xây nhà vậy đó. Mình xây cái tầng trệt thì nó diện tích nó chiếm nhiều hơn. Thì đây là dây này mình cho nó lên đây giống như là lên nhà lầu rồi còn gì nữa. Thì cái diện tích mình nó giảm được từ 50 cho tới 70% cái so với trồng ngoài đồng ruộng.
Trời ơi cô. Cái là đời hung đó anh Linh. Rồi xin chào các anh chị nha. Wow. Cái vườn nó mênh mông luôn, cái này là khoảng mẫu 6 hả anh Vũ? Dạ dạ. Rồi từ đây nè, nó lên khoảng bao lâu nữa thì bắt đầu nó mới thụ phấn, nó mới có ra hoa? Dạ khoảng từ 10 đến 15 ngày nữa là nó sẽ cao lớn, nó sẽ ra hoa. Lúc đó mình đi thụ phấn. Là có cái vườn nào mà có ra hoa không? Dạ xin mời anh Quyền Linh qua đây. À hoa quá trời luôn rồi. Đúng rồi, cái vườn này thì mình đang chuẩn bị thụ phấn đó anh. Nó giống như là hoa mướp vậy ha? Dạ đúng rồi. Y như mướp luôn. Quá trời. Cái đọt này mình ăn được không chị? À, cái đọt này nó hơi đắng đắng cho nên là ít có ăn lắm. Tôi nghĩ chắc cũng ăn, ăn được. Đâu có chầm được đâu. Cái hoa vàng này giống như hoa mướp nè, hoặc hoa bí mình xào gì với bò ăn cũng ngon. Dưa leo, nó cũng dòng họ với dưa leo đồ đó. Ủa mà cái hoa gì mình thụ phấn sao chị? Đây, để đây. Mình giới thiệu. Đây là bông cái nè. Nhìn sao biết bông cái? Mập nè. Có cái trái. Bông đực nó bình thường nè. Lấy hai con ghép vô nhau. Lấy cái nhụy ra. Cái gì đâu, cái gì đâu. Lấy cái nhụy cái trong đây nè. À, nhụy trong bông được á. Đó, nó có cái phấn á. Mình mới chấm vô cái bông cái. Chấm nó đúng mà, lấy hai con ghép vô. Đó. Lấy cái này là các chị em công nhân là làm việc đó đúng không anh? Đúng rồi, nhưng mà mình làm là từ cái lúc khoảng 6 giờ sáng cho tới khoảng 9 10 giờ thì mình ngưng, ngưng cái giai đoạn thụ phấn. Ủa sao mình làm sớm vậy? À, buổi sáng như thế thì cái phấn nó mới chất lượng nó mới tốt. Buổi chiều thì mình không có thụ phấn. Tự vì buổi chiều trong cái bông cái nó sẽ có một giọt mật. Nó tiết ra được. Đó thì lúc đó là nó. Tại sao nó có mật anh? À, khi mà tại vì khi nắng quang hợp nó cái sẽ tiết ra mật. Vô đó. Ở ngoài đúng không, rồi, ở đây rồi. Mình không có. Trước đây mình có nó dụ ong bướm. Đó nó ong nó nhiều khi ở vườn khác nó đem tới nhưng mà nó bị có bị thuốc á, vô đây nó sẽ trái méo. Còn ở đây mình thụ phấn bằng tay, cũng nói về cái số tiền nó cũng ngang nhau với công nhân hải, nhưng mà biết mình đây công nhân mình thụ rồi, cái nào đó mình cắt cái đó làm dấu hết là biết. Tức là mình phải làm từng cây vậy đó. Từng hoa luôn, mà khi mỗi ngày công việc là làm mỗi ngày, khi mỗi ngày cái cây nảy lớn này là họ dây leo cho nên đó, mỗi ngày công nhân sẽ quấn dây cho tới nó đâu, lên nó đây bò tới đâu mình quấn tới đó anh hả? Dạ đúng rồi. Mình có sợ sâu bọ gì trong đây không anh? Dạ ở đây thì không có sợ sâu bọ, tại vì đây nhà kính hết rồi. Đó. Tức là sâu nó không lọt đây được. Dạ, sâu không lọt đây được. Cái này nó đỡ tiền thuốc trừ sâu quá anh hả? Dạ. Bây giờ Linh muốn nhìn cái trái kìa. Cái trái mà ăn được á. Dạ. Hả? Rồi xin mời đây là bên đây có một cái vườn có trái để Nguyễn Linh xem. Có Linh với Thảo khoái cái vườn có trái á. Dạ. Cứ xuống anh coi chừng nha. Nè, Thảo, thấy chưa? Trời ơi, thấy mắt ham không? Như con heo, nhiều con như heo con rồi đó. Như heo con ấy. Quá trời luôn. Thấy mắt ham. Wow. Đây là cái vườn dưa mà mình đang thu hoạch. Dạ. Dạ. Thì cái giống này á là như nãy anh Linh ăn thử đó, thì đó là cái trái này nè. Ôi trời. Vô đây, mọi người vô đây, mọi người vô đây. Ủa, cái là bao nhiêu ký chị? Trái đó mình nghĩ chắc cũng phải là gần 3 ký á. Bự vậy ha? Chị ơi. Bự á. Nhìn sao mình biết nó chín vậy? À, mình phải nhìn ngay cái cuốn á anh Quyền Linh. Nhìn sao chị? Đây nè, cái cuốn ví dụ như là nó sẽ có cái vết nứt, cái anh này nó chưa có chín nè. Nó chưa có cái vết nứt ở đây. Là nó chín rồi, với lại cái trái nó chuyển qua cái màu hơi vàng vàng tí. Nhìn cái vườn dưa người ta gọi là mắt ham luôn ha. Trái nào trái nấy nó giống như con gì? Như con heo. Ủa nó bự như thế này rồi nó còn bự hơn nữa không chị? Đối với cái giống này thì nó chỉ từ khoảng 2,5 kg cho tới 3,5 kg. Thì có khi cái giá thể mình nó mới, hoặc là những cái cây ở ngoài đầu hàng nó có nhiều nắng á, thì có thể nó lên tới 4 kg mấy cũng có. Tức là nó nắng càng nắng càng nóng thì nó tốt hơn hả? Đúng, càng rồi. Nắng càng ngon hả chị? Chi vô cái phòng này nó giống sông hơi quá. Quạt. Ủa thì cái vàng này á là nó như thế nào anh? Cụ thể là nó hiệu quả thế nào với cái vườn dưa của mình? Như nãy anh Quyền Linh thấy là nó mới có phun sương ra một đợt. Có nghĩa là cái đồng hồ cảm biến về nhiệt độ á, thì mình cài đặt cho nó là cứ khoảng ví dụ như từ 38 tới 40 độ, lâu lâu nó phải đưa một cái lượng nước vô không khí để cho nó tăng cái độ ẩm lên một tí và nó làm giảm cái nhiệt ở trong nhà lưới. Vậy bây giờ là 40 độ đó hả chị? Đúng rồi. Gì? Cho nên là mình thấy rất là nóng ở trong nhà lưới mà nhưng không sao, kệ nó nóng thì dưa nó bự chứ có gì đâu. Dạ. Hồi nãy Linh với Thảo thấy cái vườn ươm là nó lên như đây rồi, 5-7 ngày nữa lên như đây.
rồi ra đây trồng xuống, nó có cái cây bự dài lên, nó bò lên trên, rồi bao nhiêu lâu nó mới có trái dừa nặng 3-4 kg đó chị? Như hồi nãy mình có nói á, là cái giống dừa này á thì nó phải từ 85 tới 90 ngày là nó mới thu hoạch được, thì lúc đó cái độ đường nó mới cao. Mình thu hoạch thì nó mới ngọt. Chứ nếu mà mình thu hoạch sớm quá, cỡ chừng 5 tới 10 ngày sớm quá thì nó chưa có đủ đường. Có món đường ở đường chị, kiểu như nước dừa pha đường vô. Cái đó thì nói vậy đó. Mới à. Nó mới có nghe mà người ta trong dưa ta làm vậy đó. Có không? Có đâu, ở đây mình không bao giờ dám làm như vậy hết á. Em nghe nói vậy đó. Cái này nghe thôi nha, đừng có làm nha. Nó phản khoa học pha đó nha. Pha đường vô thằng túi tụi nó, tụi nó sẽ hút đường em biết không? Chưa chắc nó tốn đường mà nó không hấp thụ nữa. Đi về dài cái vườn dưa này coi. Sao Linh thấy cái tình hình hình như nóng quá đó chị Lệ. Dạ. Là cái lá nó bị héo hết trơn nè chị, nó khô luôn rồi nè. Là sao? Không phải đâu anh Linh, ở cái vườn này mình gần thu hoạch rồi. Cho nên là cây mình đã giảm phân giảm nước rồi, không có trái, nó không có hấp thụ được nữa đâu. Dạ. Cho nên là thường là lá nó sẽ hơi rũ một tí. Dạ. Thì mình cũng giảm nước xuống để cho nó tăng cái độ ngọt lên. À vậy hả, tức là dạ, tưới nước nhiều quá nó không ngọt đúng không? Không, tưới nước nhiều giai đoạn này nó sẽ bị nứt trái. Chị cái trái này hái được chưa? Không, cái trái này non lắm. Cái trái nào hái được chị chỉ. Đây nè, đây nè, mấy trái này nè, mấy trái này. Đây đúng không? Đây nè, anh Huyền Linh, đây nè, trái này nè. Ồ, trái này ha. Dạ. Mình hái thử trái rồi. Hái hả? Hái được chị chỉ. Cứ tự nhiên đi. Cái cú nó nứt rồi nè. Ừ. Hái chưa, nứt chưa? Nứt lên. Nứt rồi, nứt rồi. Đúng ra cái này chắc là phải lấy dao, lấy kéo gì cắt đúng không chị? Ừ, có chừng nghe nó xấu. Ôi trời, dễ vậy. Này bổ ăn liền tại vườn nó ngon lắm hả? Đúng rồi đó. Cái này là hình như là mình có dao. Trời. Cái cung phu á. Bây giờ nè, em thử đi hái đi, em thử đi vào một vòng đi, anh cũng đi em vào một vòng. Nhất cái kiếm nào bự nhất em hái nha. Đi kiếm đi, đi kiếm đi. Đi, đi, đi. Anh cũng đi kiếm trái bự bự anh hái rồi anh kiếm dao anh gọt luôn nha, thử nó ngon cỡ nào. Ôi chị, trái này cũng to, chị không biết hái trái nào luôn á. Đây, để mình lựa cho Thảo một trái thiệt là già. Để mình có thể là mình ăn liền. Thiệt ngọt. Ăn liền đúng luôn. Rồi, đúng rồi. Ý. Đúng rồi. Đây nè, cái trái này to nè. Thôi mình lấy trái này đi. Chín chưa chị? Trái này chín rồi. Nó, ôi, nè, cái vỏ nó chuyển qua màu vàng luôn rồi nè. Chứ phải 5-6 kg á hả? Không có đâu. Cỡ chừng 3 kg mấy à. Ừ, gì? Phải 5-6 kg á. Đúng rồi. Ủa, giờ mình hái sao? Mình đây nè, mình bước cái này lên. Đây, để chị làm cho. Trời, chuyên nghiệp có khác. Nhanh chưa? À. Wow, thích quá à, bự. Cảm ơn chị. Thôi mình đi coi nữa đi. Mình phải hái được cái to hơn ông Linh hái mới được. Anh, 1 kg dưa hiện nay thì giá bao nhiêu hả anh Vũ? Dạ, 1 kg dưa đối với loại này mình xuất vườn ra là giá từ 40 đến 42 ngàn một ký. Là được giá không? Dạ, được giá anh. Giá mà thấp nhất là bao nhiêu anh? Ở đây mình bán quanh năm chỉ có một giá đó thôi. Một giá thôi dù, hả? Dù cái thời điểm nào mà nó ít hàng nó cũng vậy. Ừ, đây cái trái này ngon nè. Dạ. Yeah. Đây 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 lại đây. Hái được cái bự nhất vườn nha. Ủa, con dao rồi. Đây bây giờ nha. Cái nó to hơn. Để nó vậy ngoài đây nó nóng chút xíu nó bụi mà mình ăn nó ngon hơn. Đúng rồi. Bây giờ sẽ thử nha. Thích quá. Được không hả anh? Được. À. Ngon quá ha. Ủa sao nó ít ruột quá ha anh Vũ? Ủa em tưởng này có nhiều hột chứ em có hột luôn nè. Anh cái nó vậy thôi à. Cái này nó màu này luôn hả? Nó có hay nó chín quá nó màu vàng dữ không? Nó sẽ có thể là nó sẽ đậm hơn, cái màu nó sẽ đậm hơn. Ví dụ như thường mà mình hái mình ăn vậy á thì cái độ ngọt nó sẽ giảm hơn 1-2 độ. Nè, tự làm ăn đi. Chán ghê hả? Anh Quyền Linh biết sao không? Thường dưa mà muốn ăn cho nó ngọt nữa đó thì mình phải đợi cái cuốn nó héo một tí. Thì lúc đó độ đường nó sẽ cao hơn. Nhớ lấy hạt ra nghe, để anh Quyền Linh ăn luôn hạt đó. Ngọt quá, thôi vậy hả? Quá ngọt á. Chị thử không? Anh 9 tháng, 9 tháng nó mới ra vậy đúng không? Anh có mời chủ nhà vậy đâu có. 90 ngày. À 90 ngày chứ quên. Tưởng đâu 9 tháng 10 ngày chứ. Cái đây mình khi mình cắt đó, khi mà đến tay người tiêu dùng á là khoảng 3-4 ngày thì cái độ đường á nó sẽ cao tăng hơn lên. Nữa đó. À. Đó, nó sẽ cao nó hơn. Nó sẽ ngọt hơn nữa đó. Nhưng để bao lâu thì nó bị hư? Cái này á đối với cái dưa này nhiệt độ bình thường á là 10 ngày bắt đầu nó cũng mềm trái đi trái cây á, nhưng mà bắt đầu khi bỏ vô ngăn mát để cả tháng không sao. Đã ngăn mát mà. Quên hỏi nữa, cái hạt này anh mình lấy mình làm giống được không? Không được đâu anh ơi. Không được. Ủa mình trồng cái vườn ươm mình trồng từ cái gì ra hạt ra phải không chị? Giống mình thì đa số mình mua về là cái giống đã nó đã lai F1 rồi. Nếu mà mình muốn lấy cái hạt này là F2 trồng rồi. Lại nó sẽ ra những cái trái nó không có đạt chất lượng. Đúng rồi, tức là mình phải mua giống từ cái nơi
mà họ có giống F1 đó đúng không? Dạ, dạ. Chứ mình không rồi. Tự tạo giống được gì hả? Dạ không. Tức mình tạo giống được nhưng mà nó năng suất nó thấp hơn. Đúng rồi. Đúng không? Cái nếu mình lấy giống này mình trồng lại thì nó không có năng suất đâu. Thôi bây giờ đi, đi ra ngoài đi, nóng quá. Đi ngoài đi, 42 độ rồi. Đi. Ăn tiếp đi nha, ăn hết rồi được ra đó. Anh cầm giùm Linh miếng đi ha. Chờ rồi, anh Linh. Hả? Đây đưa miếng đại. Cầm nhỏ đi. Tù già nóng quá. 42 độ ăn vừa chắc chết quá. Ây chà, quá ngon. Một cái buổi vừa trải nghiệm ở vườn dưa lưới, rồi một buổi ăn dưa lưới quá ngọt. Sao cảm nhận nó ngọt cái nào vậy Phan Như Thảo? Ôi, lần đầu tiên ăn cái dưa mà ngọt và nhiều nước vậy á, chắc là hái tại vườn thì nó tươi và nó ngon hơn. Đúng rồi. Chứ lại đi đến nơi ăn rồi còn được mang quà về nữa. Cảm ơn anh chị nhiều lắm luôn á, mỗi đứa hai tay hai trái. Phải nói là dưa hôm nay ăn trong vườn tuy nó hơi nóng nhưng mà nó rất là ngọt. Cái vị ngọt nó thanh